Sẹo đời này đẹp dai rồi đấy. Thay lông xong là đẹp dai đấy. Sao? Nhỏ quá. Lần này cho ghép lần này nữa là lần sau là phải ghép được khác. Để mấy hôm nữa cầm con đực mới lên. Lần sau là phải một loạt ghép được khác rồi đấy. Khả năng cầm con vẹn lên. Đực vẹn.